Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Cô Vlog 61. Thì hôm nay vẫn chưa khỏi bệnh nên là nói chuyện giọng cũng hơi khó nghe đi xíu, mong là cô chú anh chị có thể chịu khó nghe clip này và ủng hộ Cô Vlog 61 nha. Rồi, thì hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thành Dương Phát, địa chỉ là 327 Đặng Đức Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào mà nghe không rõ thì ở dưới cái phần mô tả của cái video này nè, em có để cái địa chỉ và cái số điện thoại của cửa hàng ở dưới phần mô tả video á. Anh chị có thể nhấn dưới mình dưới ha, cái chữ hiện thêm á, anh chị nhấn cái đó. Rồi. Thì hiện tại bây giờ ở trong cái mức giá mà chưa tới 40 triệu mà chỉ có 39 triệu đồng thôi. Mấy chị gái á, đặc biệt là chị gái, mấy anh trai thì không cần phải đắn đo suy nghĩ rồi. Đặc biệt là những bạn nữ á, thì lại đang phân vân giữa cái việc là nên mua Viro 125 hay là mua Vision 110 đó. Thì cái này em chỉ đưa ra một cái clip để cho so sánh cho những ai mà đang thắc mắc thôi. Chứ được là hai con xe này là hai con xe mà nó khác phân khúc nhau. Một con là 125cc, một con là 110cc, thì tất nhiên là nó sẽ khác phân khúc với nhau rồi. Nhưng mà cái giá bán hiện tại của nó đã bằng giá với nhau luôn, bằng giá với nhau luôn. Đấy, con 125 này á thì nó đang hiện tại bên cửa hàng em đang là hàng Indo nha. Còn thằng này là hàng Việt Nam thì nó sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Như anh chị hỏi em đó, bảo hành Honda 3 năm 30.000 km đó là sẽ được những bảo hành những cái gì? Thì nói là bảo hành chứ thật ra là nhiều anh chị đi xe Honda ít khi nào được bảo hành chính hãng mà full free 100% hết. Tại vì nếu như mà anh chị nào ví dụ như đợt trước em đi dòng xe của Suzuki GX đi ha, bảo hành của hãng ha, Suzuki nha, thì xe nó bị lỗi cái gì đó thì người ta mới thu hồi cái xe mình lại và người ta thay thế, thay sửa chữa cho mình cái đó hoàn toàn miễn phí luôn theo một cái lô hàng lỗi đó. Còn bên Honda cũng vậy, thì nếu như mà anh chị nào mà đi xe E-Plex á mà bị lỗi mặt đồng hồ thì mình sẽ đem cái xe đó tới hãng, thì đó hãng sẽ chụp hình kiểm tra để xem mà đúng phải cái lỗi của nhà sản xuất đưa ra bị lỗi hay không, thì lúc đó là người ta bảo hành thay cho mình cái đồng hồ miễn phí 100%. Còn cái thời điểm mà Viro 125 mà thời điểm 2018-2019 nữa, những cái lô hàng mới về á, đa số ai cũng đều bị cái mặt đồng hồ bị lỗi hết. Và có người mới mua về thì đi thay là mất 3 triệu đồng mà phải đặt hàng nữa. Đó là cái phần bảo hành chính hãng của hàng Việt Nam thì sẽ được thay free, mà phải đợi và thấy này nọ kiểu rất là lâu thì mới được thay free đó. Đấy, đó là cái vấn đề mà sau này á, Viro 125 á, nó đã gọi là khắc phục được những điều đó rồi, thì không có anh em nào cảm thấy là bị cái vấn đề là mặt đồng hồ vô nước nữa. À, đó là cái phần bảo hành của Honda ha. Bây giờ thì em sẽ nói đầu tiên là cái vấn đề giá bán của những cái phiên bản trên những cái chiếc xe Vision và Viro này trước, rồi mình sẽ so sánh thêm một số điều nữa. Thì cái con mà Vision nha, phiên bản tiêu chuẩn rẻ tiền nhất là 31 triệu nè, cao cấp màu Smart Key, màu yên nâu, nhựa nâu á, thì là 33,5 triệu, đặc biệt là 36,5 triệu, và phiên bản thể thao mắc tiền nhất đây 39 triệu nha, 39 triệu này, con này thể thao nha. Thể thao này cái chữ Vision ở bên hông của nó sẽ có cái chữ ở trên mặt trên như này. Còn nếu mà cái bánh nó cũng lớn hơn tí xíu. Đấy, rồi. Còn đối với Viro 125 này á, đây là phiên bản mới nha, phiên bản mới thì nó sẽ có mặt chữ M chỗ này nè mọi người. Cái mặt chữ M mà nó to hơn, bề thế hơn. Mâm đĩa rồi lớp là đi của thằng Viro 150, phiên bản 2025 này nè, đi của thằng 150. Còn phiên bản cũ á, thì nó sẽ là bản cũ giờ hiện tại bên cửa hàng mình nó chỉ còn có 4-5 chiếc thôi. Anh em nào mà thích kiểu phong dáng nó gọn gàng như ngày xưa thì anh em có thể lên đây lựa chọn nha. Thì mình nói luôn cái Viro mà 125 phiên bản cũ luôn cho anh em cái giá luôn nha. Phiên bản cũ á, thì nó sẽ có mức giá là 42 triệu. Còn cái phiên bản mới này nè, 125 phiên bản mới nè, thì nó cũng sẽ có mức giá là 39 triệu nha. Và một cái phiên bản là chìa khóa thường của nó sẽ có mức giá là 36,5 triệu, chìa khóa Smart Key là 39 triệu. Thì cùng 39 triệu 125cc và 39 triệu của Vision thì mình lựa chọn xe nào? À, điều đầu tiên nhìn vô thì cái đèn của thằng Vision là đèn halogen, còn cái đèn thằng này là đèn LED. Đèn LED rất đẹp, rất thể thao, rất đẹp luôn. Và cái mâm của thằng Viro này nó cũng chỉ có 14 inch thôi, nó bằng với những cái mâm mà của phiên bản Vision tiêu chuẩn cao cấp và đặc biệt. Còn cái mâm của thằng mà phiên bản thể thao nè, mắc tiền hơn á, mắc tiền nhất á, là nó sẽ là mâm 16 inch. Đó, nó sẽ to, bánh to hơn và cái đầu sẽ cảm giác hơi cao hơn một tí xíu. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi so sánh sâu vào những chiếc xe này để cho anh chị mình có nhiều nhận định nên lựa chọn Vision hay là Viro nha. Thì nó sử dụng con heo này là heo Nissin của Vision, và cái đĩa cũng khá là tròn và to. Còn đối với Viro thì nó sẽ sử dụng là cái con heo của đây gì? Tokiko ha, heo Tokiko, và cái đĩa nó cũng hoa văn hơn nhưng mà nó lại nhỏ hơn nha anh em, nhỏ hơn.
và trên cái mâm này sẽ ghi là Made in Indonesia. Đó. Rồi tiếp theo là về cái phần đuôi ha, thì con Vision này á, cái đèn stop phía sau, từ đèn stop với đèn xi nhan vẫn là bóng halogen luôn. Còn cái thằng mà Vairo thì nó là đèn xi nhan là đây, đèn xi nhan là LED, đèn stop cũng là full LED luôn, nên là khi mà chạy ngoài đường nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, hai con này phục của nó đều là một phục hết, đều là một phục hết nha anh em. Đó. Phiên bản những phiên bản khác á, thì cái chữ Vision nằm bên hông như thế này. Riêng phiên bản thể thao thì chữ Vision nằm mặt trên như thế này. Đó. Còn về độ rộng rãi của cốp á, đây. Thì chiếc Vario này cái độ rộng của nó to hơn so với Vision nha. Độ rộng nó to hơn so với Vision. Đấy. Anh em có thể xem, nó đựng đồ thoải mái hơn Vision một tí xíu. Đây, Vision đây. Đấy, anh em thấy chưa? Nó to hơn ha. Mình sẽ quay như này cho anh em xem. Đó, cái nói chung là này thì cốp nó cũng không quan trọng quá đâu. Rồi tiếp theo Vision nó là động cơ 110 và nó được làm mát bằng không khí. Đấy, làm mát không khí chỗ này ha. Còn đối với Vario thì là động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch. Cái làm mát bằng dung dịch đó với làm mát bằng khí á, thì ví dụ như anh em đi bảo trì bảo dưỡng thì cái việc mà làm mát bằng khí á, không khí á, thì nó sẽ tiết kiệm hơn một tí xíu thôi. Tiết kiệm hơn một tí xíu so với lại làm mát bằng dung dịch. Nhưng mà làm mát dung dịch đó nó rất là lâu nó mới hết cái nước làm mát. Mà không phải là lâu mới hết thì anh em không để ý nha. Anh em cũng chịu khó để ý một tí xíu là khi nào mà nó hết nước làm mát thì mình cố gắng mình châm vô. Hay là nhiều khi anh em điểm để ý á, là nó sẽ làm nóng máy rất nhiều và hư hại rất là nhiều ha. Nên là cái việc mà là nước mát của cái những cái xe mà làm mát bằng dung dịch đó, mình phải theo dõi. Ví dụ mình đi 30.000 cây gì đó, mình mở mình coi theo dõi, cứ thầy thợ là kiểm tra xe coi thử nơi nước làm mát của em còn không, châm thêm cho em hoặc là thay cho em cái nọ kiểu nhỏ cái đó ha. Rồi thì mức tiêu hao nhiên liệu của thằng Vario chắc chắn 125 phân khối nó sẽ cao hơn so với Vision rồi. Điều này là không thể nói rồi ha. Và động cơ nó cũng sẽ kêu hơn một xíu, tại vì động cơ nó lớn hơn thì nó sẽ kêu hơn. Nên là nếu như mà anh chị nào đang phân vân cái tầm giá nha, mà dưới 40 triệu không mua phiên bản cao cấp này thì mình lựa chọn Honda Vision. Còn ai mà có tầm giá khoảng tầm 40 triệu và nhỉnh hơn tí xíu thì mình lựa chọn Vario để cho sướng thôi. Tại vì động cơ mạnh hơn nè, rồi ngồi 2-3 người trên xe nhìn cái xe to hơn, rồi kiểu là chạy xe nó thoải mái hơn. Mình đi về quê đi bằng Vario cũng sướng hơn đi với số Vision. Nên là cái việc mà anh em á là lựa chọn Vario hay Vision á là còn tiền một túi tiền và cái nhu cầu của mọi người. Nếu mà chị gái thì mình nghĩ là nên đi Vision cho đẹp gái nè. À, còn nếu mà ai mà hơi to người tí xíu mà đi Vario, máy mạnh khỏe hơn Vision rất là nhiều. Hao xăng thì hao hơn một tí xíu thôi, nó không đáng kể, chỉ vài ngàn đồng, mười mấy ngàn đồng mà kiểu nó không đáng kể thật sự. Đấy, ví dụ như là đi SH thì mình còn xăng giá xăng lên còn lo, chứ mà đi giữa 110, 125 Vision với lại Vario thì mình không có thể nào mà lo lắng về vấn đề xăng cộ quá nhiều đâu anh chị ha. Thêm một điểm cộng cho Vario nữa là nó sẽ có mặt đồng hồ full LED luôn. Còn Vision thì mặt đồng hồ nó nửa nạc nửa mở ha, analog kèm theo là hình tiếp ti nhỏ dưới. Đấy. Cả hai đều có sàn để chân cực kỳ rộng rãi và để bình xe cũng nằm ở dưới chân luôn. Nhưng mà cái này anh em hay sợ đó là trời, bình xe để đây á, nào là để chân, để đồ, rồi nước ngập nè, hư hại bình, nó không có nha. Sử dụng rất là lâu đời, lâu năm nay rồi, là nó sẽ không có bị những vấn đề đó nên không cần phải lo. Cả hai xe đều có học đựng đồ phía bên hông đây và có cổng sạc luôn. Đấy, cả hai được cộng sạc USB, nhưng mà đánh giá tốt hơn về thằng Vario này. Tại vì cái học đường đồ của nó có thể để điện rất là sâu, để điện thoại được 12 Pro Max thì nó để được ok. Đấy. Rồi, chốt lại ha, 39 triệu đồng. Thì nếu mình là cái người mà thích động cơ mạnh mẽ, thích nó hơi bề thế một tí xíu, đi hai người thường xuyên thì mình nghĩ lựa chọn Vario 125 là ok. Còn chị em nào mà còn độc thân mà còn gác như 8 đồ nhỏ nhắn xinh xắn đó thì mình đi Vision cho nó dễ thương, tùy vào túi tiền của mỗi người nữa nha. Đó, lúc đó mình mới suy nghĩ đến cái việc kiểu dáng như thế nào và hợp với cái bản thân mình ra sao nữa. Vậy thì nếu là anh chị thì anh chị sẽ lựa chọn Honda Vision 110 hay là Vario 125 2024 này, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nha, để tham khảo nhiều anh em bạn bè nào vô đọc bình luận của anh chị tham khảo là nên mua xe nào ha. Rồi em xin khẳng định một lần nữa nha, hai xe này là không cùng phân khúc. Và em so sánh là vì anh chị, nhiều anh chị thắc mắc kêu em so sánh thì em so sánh với anh chị xem thôi. Nên là nhiều anh sẽ lên bình luận sẽ chửi em này nọ kiểu là xe không cùng phân khúc mà đi so sánh. Đấy. Rồi thì cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem kênh Cua Vlog 61. Xin chào và hẹn lại ạ.